chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục đi câu nha các bạn. Hôm nay mình đi câu cá mè, câu cá trôi luôn các bạn. Hôm nay câu 5 cần nha. 3 cần cá mè, 2 cần cá trôi nha các bạn. Giờ mới xuống 3 cần cá mè xong rồi. Giờ mình đánh mồi, đánh 2 cần cá trôi các bạn. Thì bây giờ mình thử 2 cần cá trôi này thôi. Nếu mà mình test mồi, nếu mà lên cá được á, tay mình đang cầm cái chuối nha các bạn. Cá mè tiếp tục nha các bạn. Thank you.
tiếp tục lên một con cá mè trắng nha các bạn. Thấy mắc phao cũng lâu lắm mà mình không để ý, mình đang làm mồi, mình đang bóp mồi đang xê mà mình không để ý. Ok nha các bạn, nếu có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Ok nha. Lên cái các bạn. Để cho anh em lên thử một cái gì đây, thấy chuông nó kéo mạnh lắm các bạn ơi. Không biết cái gì đây, không biết. Bị vậy? Trời ơi, xả ben mà em giật mạnh phải không? Không giật á, chạm đi xả ben rồi. Xả ben mà. Wow. Kỳ vậy. Đây các bạn, bữa nay test mày mồi cách đôi thử thôi mà lên hai con mày dính các bạn. Ok nha, nếu có cá mình sẽ video cho các bạn xem. Các bạn, để cho anh em mình lên cá các bạn ơi. Chắc cá mèo quá các bạn. Bấm cái nãy để quên bấm cái đèn lát các bạn ơi. Cá vô tới bờ luôn rồi. Ơi, giờ được cá mèo bò bự các bạn ơi. Ê, bò hai trắng. Bạn em dính nhợ rồi. Bò các bạn ơi. Dính nhợ nè, dính nhợ nè. Nhợ dính nhợ. Rồi xuống em gác cái cặn này nè, gác cặn này nè. Gỡ nhợ giùm anh luôn coi. Trời chiều giờ mới được con bò bạn ơi. Bò này thì nói chung ra nó cũng không có to gì đâu. Con này ký ngoài à. Đó, ra chưa? Ơi ra rồi thôi, hàng chi anh thấy cái chuông kéo rỗng lên cái anh tính đâu cá năng bình càng cái đầu nữa chứ. Rồi. Đó nó quấn nhợ rồi. Rồi, lỡ lỡ rồi. Chơi luôn, cầm cá gỡ giùm anh luôn, giục lên bờ đi. Đó. Để rồi mới tháo cái nhợ được nè. Rồi thả anh bờ, giục con bờ đại đi, giục con bờ đi. Ừ, bỏ vỏ cũng được. Cá nha các bạn, cá chừng ký mấy à. Tại đó nhợ thôi, để cho em nó bỏ vô vỏ luôn các bạn ơi. Vậy nha, mình thấy cái gần cá trôi nó kéo cái chuông nó rộp cá mình tính đâu dính luôn nữa chứ ai về đâu là cái thằng cá mẹ nó quấn vô các bạn ơi. Ok nha các bạn, nếu có cá mình sẽ view cho các bạn xem tiếp nha. Tối nay gió nó hơi mạnh các bạn. Gió hơi mạnh quay cái cảnh nó cũng không được đẹp mấy nha các bạn. Ok nha, thông cảm giùm nha. Nếu có cá mình sẽ view cho các bạn xem tiếp. Lên cá nha các bạn. Lên thêm một con nữa các bạn ơi. Đó, cái càng đen em. Đây em. Càng phao, đúng rồi. Trời ơi. Khỏi giật đâu, có mèo giật chi. Cá mè là cứ mà nó đóng mắt phao là cứ dở lên là thui thôi chứ các bạn. Cái dòng này nó cá nó cái miệng nó mỏng các bạn. Mình giật cái là cái mép nó rộng ra là hồi lại thu vô bờ là dễ xảy các bạn. Mình thì chơi khác người ta các bạn. Mình thì chơi bằng lò xo các bạn ơi. Mình không có chơi chữ T đâu. Bởi cá mình lên lúc nào nó dính cũng chặt các bạn. Đóng là hầu như là 100 con là 90 con mép trên các bạn. Cá là cứ vô là cứ dở lên bờ, khỏi cần dợt gì hết. Mà còn dường như nó to quá, 2-3 kg thì mình bóc mang tại dưới các bạn. Tại vì 2-3 kg dở lên cái cần mình nó chịu không nổi đâu. Nó phải chịu không nổi nhưng mà nó công dữ lắm. À, tối nay em nó đi làm, nó ghé qua đây coi ké chút. Cho nó lên cá cho nó ghiền luôn. Này bò trắng trắng cái bò coi. Ê. Trời ơi cá mà nó đá giống như là chép banh không nổi vậy ơi.
các bạn. Ok, mình cũng sắp sửa về các bạn, chờ hai cần kia mà nó hết mồi mình về luôn. Giờ này cũng 8 giờ 8 mấy rồi, mai làm sớm đó nghe các bạn. Ok, nếu có cá mình view tiếp, còn nếu không thì mình cũng về luôn nha các bạn. Ok nha. Và đây là thành quả của ngày hôm nay nha các bạn. Thành quả mình câu hai loại. Mình câu 3 cần mè với lại 2 cần trôi. 3 cần mè thì được 4 con nha các bạn. Trôi thì được 2 cá mè dinh các bạn ơi. Cũng kéo vượt cần mấy lần mạnh lắm các bạn, mà dở lên không có cá thôi mình bỏ. Em nói chung bữa nay tính test cái bài mồi cá trôi thử thôi nha các bạn, để coi nếu mà lên cá thì mình chia sẻ cho anh em cái bài mồi. Mà cá không lên các bạn ơi, lên được 2 mè dinh nè. Ok nha các bạn, nếu các bạn thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ nhiều người cùng xem các bạn. Ok, giờ này mình cũng về thôi, mai làm sớm rồi. Ok các bạn.